Mày nhìn vô mắt nó rồi mày sẽ bị ma nhập đó. Tao giữ chức với mẹ tao liền. Ê tụi bay, ai đồng ý kết nạp Hiểu Phương làm thành viên mới của nhóm mình? Đồng ý. Tuy mình sẽ viết một cuốn sách về nhóm ngựa hoang, về những cô gái có tuổi trẻ đáng yêu nhất trên thế giới này. Mấy con mụ vừa già vừa điên.